Thưa quý vị và các bạn, sau thời gian tạm nghỉ để phòng tránh dịch COVID-19, ngày 4 tháng 5, cùng với tất cả học sinh trên địa bàn thành phố Châu Đốc, học sinh trường tiểu học Lê Lợi đã bắt đầu đi học trở lại. Các em đều háo hức, phấn khởi vì được gặp lại thầy cô, bạn bè và tiếp tục con đường học tập của mình. Trong thời gian qua, nhà trường cũng đề ra phương án cụ thể gắn với điều kiện thực tế của đơn vị để vừa thực hiện tốt nhiệm vụ dạy học, vừa phòng chống dịch bệnh nhằm bảo vệ sức khỏe, an toàn cho học sinh trong phòng chống dịch bệnh COVID-19 trong tình hình mới. Tiếp theo chương trình thời sự hôm nay, mời quý vị và các bạn theo dõi phóng sự Học sinh trở lại trường sau thời gian dài nghỉ phòng chống dịch COVID-19. Hiện trường tiểu học Lê Lợi có 1.070 em học sinh từ lớp 1 đến lớp 5. Khoảng 6 giờ sáng, các em học sinh lần lượt được cha mẹ đưa đến trường học. Sau một thời gian dài nghỉ học, khác với khung cảnh nhộn nhịp của những buổi sáng đầu tuần trước mùa dịch, sân trường khá vắng vẻ bởi nhà trường không tổ chức lễ chào cờ đầu tuần. Trước khi vào lớp học, tại cổng trường các em được kiểm tra đo thân nhiệt, rửa tay trước khi lên lớp. Trường cũng chuẩn bị sẵn khẩu trang y tế để cung cấp cho những em học sinh không có. Các em học sinh trong trang phục gọn gàng, đeo khẩu trang đúng hướng dẫn của Bộ Y tế. Học sinh lớp nào đi thẳng về phòng học của lớp đó. Ngay tiết học đầu tiên, giáo viên chủ nhiệm hướng dẫn cho các em các bước rửa tay, giữ gìn vệ sinh chung. Sau đó giáo viên chủ nhiệm và các em học sinh mới bắt đầu học tiết học đầu tiên. Các em học sinh đều hào hứng tích cực học tập lắng nghe cô giảng bài. Trong buổi đầu tiên trở lại trường, sĩ số học sinh của trường tiểu học Lê Lợi khá ổn định. Các học sinh đi học trở lại đều có tâm trạng vui thích khi được gặp lại bạn bè thầy cô sau kỳ nghỉ dài và yên tâm khi được thầy cô chăm sóc, giảng dạy đảm bảo an toàn. Khi trở lại trường học, em cảm thấy rất là vui vì được nhìn thấy lại bạn bè và nhìn thấy được các thầy cô đón chúng em ở trước cổng trường, đo thân nhiệt, dạy chúng em cách rửa tay và nhắc nhở chúng em rửa tay thường xuyên, đeo khẩu trang đúng cách, nên em cảm thấy rất là yên tâm khi quay trở lại trường học. Bên cạnh đó, ban giám hiệu nhà trường còn nhắc nhở phụ huynh học sinh trang bị khẩu trang cho các em trước khi đến trường. Các phụ huynh đưa con em đến trường đều đứng bên ngoài cổng trường. Nhà trường thông báo cho phụ huynh giờ về của học sinh từng khối lớp và yêu cầu phụ huynh cho con em đi học đúng giờ. Không đi vào trường khi đưa đón con, không tụ tập đông người ở cổng trường. Ban giám hiệu nhà trường luôn quán triệt đến từng cán bộ giáo viên phải nêu cao tinh thần trách nhiệm, quản lý giáo dục học sinh đảm bảo an toàn, hướng dẫn cách phòng dịch, đảm bảo lớp học luôn sạch sẽ, thông thoáng, tạo môi trường học tập an toàn cho các em. Học sinh, cán bộ, giáo viên, nhân viên của trường thực hiện nghiêm các biện pháp phòng chống dịch bệnh COVID-19 trong tình hình mới như thường xuyên kiểm tra đo thân nhiệt, rửa tay sát khuẩn, đeo khẩu trang từ nhà đến trường và từ trường về nhà. Để đảm bảo an toàn cho học sinh và tạo sự yên tâm cho phụ huynh, nhà trường đã triển khai đầy đủ các biện pháp phòng dịch. Trước đó, nhà trường cũng đã tổng vệ sinh toàn bộ khuôn viên trường lớp, lau chùi bàn ghế và tất cả các dụng cụ mà các em có thể tiếp xúc. Trong khuôn viên sân trường, nhà trường cũng lắp đặt nhiều vòi nước sạch cho học sinh rửa tay bằng xà phòng. Mỗi lớp đều được trang bị dung dịch rửa tay khô. Ngoài ra, ban giám hiệu trường chỉ đạo cho cán bộ giáo viên cố gắng hoàn thành tốt cả hai nhiệm vụ, vừa truyền đạt kiến thức văn hóa, vừa thường xuyên lồng ghép xen kẽ các tiết học hoặc trong các bộ môn tự nhiên xã hội, hướng dẫn cách phòng chống dịch bệnh COVID-19 như đeo khẩu trang, rửa tay với nước sạch và xà phòng trước khi vào lớp học, trước và sau khi ăn, sau mỗi giờ ra chơi và sau khi đi vệ sinh để bảo vệ sức khỏe cho mình, cho bạn bè, gia đình và cộng đồng. Trường đã tổ chức tổng vệ sinh trường lớp, tất cả các phòng học đều được phun khử khuẩn. Bên cạnh đó thì trường cũng trang bị cho các phòng y tế đầy đủ các thiết bị như là máy đo thân nhiệt điện tử, khẩu trang, xà phòng cũng như là nước rửa tay khô. Bên cạnh đó thì nhà trường cũng sử dụng cái phần mềm ít mắt để nhắn tin cho phụ huynh học sinh khi đưa con em mình đến trường, nhớ trang bị cho con em mình là khẩu trang, nước uống cũng như là khăn lau riêng. Bên cạnh đó thì nhìn chung là trường sẽ cố gắng phấn đấu thực hiện đạt được 15 tiêu chí của Bộ Giáo dục và Đào tạo đề ra về cái mức an toàn để phòng chống dịch COVID-19 là tổ chức đón các em trước cổng trường, đảm bảo 100% các em được đo thân nhiệt khi trở vào lớp học cũng như là 100% được đeo khẩu trang. Ngoài ra thì vào cái ngày đầu tiên khi đón các em học sinh trở lại trường thì sĩ số học sinh các em là thực hiện là vào khá đông. Bên cạnh đó thì trong cái buổi học hôm nay sẽ rà soát nắm số liệu các em học sinh chưa đến trường để giáo viên chủ nhiệm đến vận động kịp thời các em trở lại lớp.
Tin chắc rằng với những hoạt động kịp thời và thiết thực của trường tiểu học Lê Lợi, sự phối kết hợp của phụ huynh học sinh, việc học tập trở lại của các em học sinh sẽ diễn ra an toàn trong mùa dịch bệnh COVID-19.